Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Báo cáo với lại mọi người, hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023. Buổi sáng nay lại tiếp tục hành quân sưu tầm những cái chiếc đài radio cassette về để phục vụ các sư phụ cùng các huynh đệ. Đi từ sáng về nhà là lúc 4 giờ chiều. Ngồi coi như thế là cho mã nó hồi, bây giờ mã hồi rồi thì mới làm video lên được. Đấy. Buổi ngày hôm nay thì báo cáo để mọi người được vui cái bụng mã đáo thành công nha. Đấy. Thì ở trong cái đám đài này, trong cái đám 15 chiếc đài này ấy, thì có một chiếc đài thuộc hàng siêu quý hiếm. Chỉ thấy ở bên Tây người ta đăng lên thôi nhá. Người ta đăng đưa lên rồi đấy, đưa lên YouTube đấy, chỉ thấy ở bên Tây thôi. Đây. Đài Contec có model là V83. Chiếc đài này thì quá quý hiếm rồi nha. Đấy. Còn những cái chiếc mà ví dụ như 710, 715 thì nó phổ thông quá. Thế nhưng cái chiếc này có khi đúng là gọi là ngàn năm có một. Tình trạng hoạt động à, thôi. Chưa. Bây giờ báo bằng cassette trước nhá, báo bằng cassette trước. Thì hôm nay lại tiếp tục lấy được cái chỗ này là gần 200 cuốn băng cassette. Thế là bổ sung vào, bây giờ là ngót nghét 1000 cuốn băng cassette ở trong nhà nhá. Đấy. Băng này là băng cụ tổ. Băng cụ tổ có hai màu, màu xám và màu đen. Maxen UD2. Nội dung chương trình lôm côm mình bán 50.000 đồng một cái. Thế còn mình thâu theo yêu cầu thì mình bán 80.000 đồng một cái. Thì mình thâu thì mình chia sẻ nhiều rồi. Mình dùng cái đầu Technic M222 của mình để mình thâu nha. Đấy. Thì có cái cuốn thì nó mới như thế này. Thế nhưng có cái cuốn thì nó cũng không được mới như thế này. Đấy, cứ nói thế cho nó rõ nét. Thế nhưng mà về cơ bản là cái sợi dây này này, cái sợi dây này mình sẽ kiểm tra những cái sợi dây nào mà nó còn thâu được nhá, nó còn thâu được, chất âm của nó còn nghe được, nghe tốt thì mới bán, còn những cái cuộn mà nó răng cưa rồi thì không bán. Còn những cái băng này, thì băng phổ thông là bán 30.000, nội dung lôm côm. Thế còn thâu vào là bán 50.000 đồng nhá. Đấy, thâu vào là bán 50.000 đồng. Đây này. Cứ thâu nội dung theo yêu cầu là bán 50.000 đồng. Thế còn nội dung lôm côm là bán 30.000 nhá. Đây. Đấy. Đây này. Thế là đã giới thiệu xong cái đám băng cassette nhá. Hôm nay lấy thêm được 200 cuốn nữa. Đấy, thế là bây giờ là có 1000 cuốn băng cassette ở nhà. Đấy, xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ là như vậy. Còn bây giờ lại tiếp tục chứ không thì mọi người lại nóng ruột. Chiếc đài quý hiếm này có cái tên là Contec. Contec. Đây, Contec là chuẩn chứ Contec thì nó lại phải có dấu sắc thì mới là Contec, đúng không ạ? Cái model của nó là V83. Cái khiếm khuyết của chiếc đài này là tương đối nặng nhá, tức là nặng ký đấy. Đấy. Là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái khiếm khuyết của nó là hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette, đèn hiển thị này. Cái đèn này trái và phải, left và right này lên rất chi là đẹp nhá, lên rất chi là đẹp. Mà cái bộ cơ này nó thiết kế theo cái kiểu bộ cơ của đầu Technic M222, ấn rất chi là nhẹ này. Đấy, ấn rất chi nhẹ nhá. Đấy, tức là nó dùng điện để nó kéo cái dàn cơ lên nên rất chi là nhẹ. Đấy. Cứ nảy tanh tách mà âm thanh của nó trầm lắm. Như này nhưng mà rất trầm. Chiếc đài quý hiếm hoạt động tốt tất cả các chức năng như thế này, mình cung cấp với một mức thóc là 2.080.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Đấy, đang quay video để có số điện thoại là 2546 này. Còn đây là chiếc đài cũng lại 1.000 năm có một. Đó là đài Sony, model là CFS-B5S, nhưng mà nó là màu đỏ. Thì ở đây mình có hai chiếc. Cái chiếc này thì có lâu rồi. Còn cái chiếc này là hôm nay mới về đây để xe này là nhìn hai chiếc này. Đấy. Thì cái chiếc đài màu đỏ quý hiếm như thế này, mình bán với một mức thóc là 1.080.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển nha. Hoạt động tốt tất cả các chức năng, nó là hàng tuyển lựa kỹ lưỡng thì bao giờ cũng vậy rồi, từ radio cho tới băng cassette. Mà nói thật ra cái đài này có thể gọi là đài bất tử nha. Vì cái đài này về bản chất vấn đề nó chẳng có cái gì là ghê gớm cả, linh phụ kiện thì nó sẵn, vô cùng sẵn nha. Nên là không bao giờ mà phải lo cái chuyện là nó trục chặt có đồ thay ngay vào luôn nha. Đấy. Lại tiếp tục 2546 lại gọi tiếp thì bây giờ cũng Trần Văn Chịu, mong đồng chí cũng thông vân cảm cho. Đây là chiếc đài Panasonic, hôm nay lấy một chiếc nữa là đang có hai chiếc Panasonic. Có model là RXCS 710SC. Đấy.
Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc nhá, cung cấp với một mức thóc là 780.000 đồng, 780.000 đồng đấy, 780.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển, hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Còn cái chiếc này thì quen thuộc rồi, cái chiếc này là chiếc Sony Comodian CFS 1065 đấy, hoạt động tốt tất cả các chức năng, mình bán 850.000 đồng, 850.000 đồng. Còn đây là B5S màu đỏ thì vừa mới giới thiệu rồi này. Màu đỏ quý hiếm, hai chiếc nhà có hai chiếc đấy, đây chiếc này, đây chiếc rồi đấy, hai chiếc nhá đấy. Đây là đôi loa đài Sony Comodian CFS 1133 SC. Cái loa này cái tiếng bát của nó đánh thì ghê lắm nhá. Đây là loa này tiếng bát nó đánh như mega bát này này. Đấy, loa zin nguyên bản. Loa này mình sẽ tháo ra vệ sinh là điểm thứ nhất, điểm thứ hai sẽ ký tên vào. Đôi loa đài này mình bán 550.000 đồng. 550.000 đồng. Một đôi loa đài Sony. Còn zin thật chứ không phải zin ở lời nói. Còn đây là chiếc đài Sony Comodian CFS B5 SCMK2. Đài này cũng hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Từ radio cho tới băng cassette nhá. Đấy. Thì chiếc đài này lưới nó phồng phào như thế này, không có bị móp méo chỗ nào cả. Đấy, vẫn còn sáng loáng như thế này nhá. Thì chiếc đài này vẫn giữ giá, không thay đổi, không nâng giá, cho dù là mình lấy hàng thì người bán hàng người ta nâng giá, nhưng mình bán thì mình không nâng giá. Vẫn giữ giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng, hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Đấy. Còn đây là chiếc đài Sony. Có model là CFS 1040 SC. Cách đây được khoảng tầm 1 tuần thì có một bán chiếc đài đẹp hơn như thế này về Nghệ An nha, về Nghệ An. Đấy. Thế nhưng mà cái chiếc đài này loa bị này, loa zin thế nhưng mà nó bị lấm tấm rách này. Nói để mở to hết cỡ thì nó mới dè thôi. Đây này. Đấy, như kiểu có cái chỗ này anh cu bạn mình anh dán nó rồi đấy. Đấy. Nếu mà để như thế này, có đồng chí nào mà có y thuật nhé, có đồng chí nào mà có y thuật. Hiện tại là cassette vớt chạy hai chiều bình thường, radio nét đấy, đường line in chuẩn. Nếu mà cứ để như thế này nhá, cứ để như thế này thì mình bán 700.000 đồng, 700.000 đồng. Đấy, thế còn về radio thì đang nét, cassette thì tiếng của nó chưa được tanh tách tách thôi. Thế nhưng mà tua đi tua lại các kiểu ngon lành. Cứ để như này bán 700.000 đồng. Thế còn mình mà sửa lên thì chắc chắn là phải thêm tí nút loa chuối vào, nó là chắc chắn rồi nha. Đây là hai chiếc đài tuyển lựa kỹ lưỡng, hai chiếc đài tuyển lựa kỹ lưỡng. Có model là có tên là Sony, có model là CFS 1010 SC. 1010 SC. Đây này. Cái loa này. Đấy, cái mạ chrome này nó cứ sáng loáng như này, nó cứ sáng loáng này. Radio FM Trần Văn Nét, đèn FM stereo nổi lên, âm thanh trong veo. Cassette Trần Văn Chuẩn. Cassette Trần Văn Chuẩn nhá. Đấy. Thì chiếc đài Sony 1010 như thế này. Cái này thì bị gãy chân ốc, mọi người anh em ấy đã hàn chân ốc rồi. Còn cái này thì không bị gãy chân ốc. Cái này thì chân ốc còn nguyên nhá, cái này thì chân ốc còn nguyên. Thì cái bị gãy chân ốc cũng hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Thì cái bị gãy chân ốc thì mình bán 750.000 đồng, 750.000 đồng. Đấy. Thế còn cái mà không bị gãy chân ốc thì mình bán 950.000 đồng nhá. Đây, 950.000 đồng. Đấy. 950.000 đồng cho một chiếc đài như thế này, chưa bị gãy chân ốc nhá, hoạt động tốt từ radio cho tới băng cassette. Đấy. Cái này thì nó bị gãy chân ốc hàn lại thì bán 750.000 đồng, đúng là mức giá rẻ nhất của đất. Còn đây là chiếc đài JVG có model là BC-W100. Đấy, chiếc đài này nhưng mà bây giờ vừa mới tháo ni lông ra lấy của anh cụ bạn mình hàng tuyển lựa kỹ lưỡng đấy, nhưng mà vừa mới tháo ni lông ra mới phát hiện ra là cái cửa băng này không có lò xo này. Đấy, cửa băng bên này có lò xo nên nó bật ra ngay này. Đấy, nên mà lát nữa chắc phải điện để bảo anh cụ bạn mình cho cái đài này anh ấy lại không lắp lò xo vào. Thì đương nhiên rồi, anh ấy không lắp thì mình về mình tháo ra mình lắp lò xo vào. Đấy, thế mà chiếc đài này hoạt động tốt tất cả các chức năng nha, từ radio cho tới băng cassette. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc 1.880.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 1.880.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Đấy. Tuyển lựa kỹ lưỡng. Đấy.
đây này, cái này chữ nghĩa nó còn nét như thế này và chữ nó còn vàng khè này. Đây. Đấy, này. Đấy, đang quay lại gọi gọi thì phải gì thôi, anh phải chịu thôi chứ bây giờ thì không thể tắt đi mà nghe được. Đây là chiếc đài Sony Comodian CFSB5SC chứ không phải là SCMK2 nha. Đấy. Đấy. Thì chiếc này cũng như chiếc kia, chiếc này mình cũng bán 450.000 đồng, 450.000 đồng nha, 450.000 đồng. Đấy. Hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Có cái này này, cái này nó hơi bị mờ. Đấy. Còn đây là cái đài Nationa. Nationa có model là GXC40. GXC40. Đài này thì trông nó đẹp như thế này đấy, dán tem vào các thứ nhìn rất chi là đẹp. Nhưng mà đúng thật là trông thì bóng bẩy ngoài ra, mà có khi để bên trong lại giống tách kim la 8 tầng. Chứ đừng có đùa. Nhìn thấy cái chiếc đài ở bên ngoài nó bóng mượt đẹp thế nhưng mà bên trong bét nhè rồi là chuyện rất chi là bình thường nha. Chiếc đài này bây giờ nó đẹp như thế nhưng mà cho nó ăn điện nó lại không rên rỉ lên. Đấy, không rên rỉ lên. Đấy. Thế là có nhiều khả năng là ví dụ như phá ra, bữa trước có người anh em bảo hỏi mua hai cái loa này. Mua hai cái loa này mình cũng bán nhá. Mua hai cái loa này mình bán 350.000 đồng hai cái loa này. Đấy, bữa trước có người anh em hỏi mua bộ equalizer, mình lại tháo bộ equalizer ra mình bán nhá. Đấy. Thế còn để mình sửa lên, để mình sửa lên thì mình bán 900.000 đồng nha. Đấy. Hoặc là để như thế này. Hoặc là để như thế này nhá, thì cứ để như thế này về coi như là tự sửa chữa hay như nào mình không biết. Thế nhưng mà bây giờ mà cắm điện vào là nó hơi sôi đấy, hơi có tiếng sôi thì nhá. Nó không hiểu làm sao thì mình chưa tháo ra nên chưa thể biết được. Thế là người mình mua của người bán thì người ta thông tin cho là Trần Văn Tịt nhá. Thế mà hai cái loa này thì kiểm tra là vẫn còn tốt, thế là mình mua thôi nhá. Đấy. Bán nguyên hai cái loa này 350.000 đồng. Bán cả cục máy này bán vừa xong bỏ bao nhiêu nhỉ? Rồi sao mình bán lại quên rồi, đúng là chưa già đã lú. Vừa xong bảo cái bán cả cái cục máy này nếu mà cứ để như thế này. Thôi thì thanh lý 550.000 đồng nhá. Hãy lấy 200.000 cục máy này, 350. Tôi là 550.000 đồng cục máy về sửa nào sửa nhá. Còn đây lại tiếp tục mùa Sony 1055 nữa. Đây Sony 1055. Cũng hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette nhá, hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette. Đấy. Thế thằng cu này, thằng cu này cái nước bạn nó vẫn còn sáng loáng này. Đấy, thằng cu này nước bạn còn sáng loáng như này. Đấy, ở cái chỗ này thì nó mình chưa vệ sinh như thế đấy. Đấy, nó vệ sinh lên là nó sẽ sạch đẹp, nhưng quan trọng nhất là cái thằng cu này, cái nước mạ này. Nước mạ này nó vẫn còn sáng loáng như này. Thì chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc là 900.000 đồng. Đấy. Còn ở dưới này là chiếc đài Sony. Model là CFS515SC. Sony này. Đây, CFS515SC. Đây. Đấy. À, cái chiếc đài này trông cũng đẹp nhỉ, trông rất chi đẹp, dán tem vào, như lại mỗi tội lại chỉ nói mỗi băng cassette hai cửa băng đều chạy hết, equalizer vẫn hoạt động bình thường nhá, nhưng mà hai cửa băng nó chạy thôi nhưng mà tiếng nó không được chuẩn. Đấy. Thế còn radio thì lại chỉ sôi thì không bắt được cái gì cả nhá. Đấy, nếu mà đồng chí nào mà cứ để như thế này nhá, cứ để như thế này thì mình bán như thế là 780.000 đồng. Nếu mà cứ để như này, hai cửa băng nó nói ra tiếng, thế nhưng tiếng nó không được chuẩn lắm. Đấy, equalizer hoạt động bình thường, âm thanh to rõ, không có bị vỡ nứt ở chỗ nào cả. Thế còn khi mình sửa lên thì nó phải khác rồi nhá. Thôi thế đã coi như thế là giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ 15 chiếc đài nhỉ, 15 chiếc đài hôm nay lấy được cái này giới thiệu tới mọi người. Các sư phụ cùng các huynh đệ lưu ý là mình mà Trần Văn chốt cái đài nào ấy là phải gửi hình ảnh vào Zalo thì nó cho nó rõ văn nét nhá. Đấy, chứ còn là cứ bỏ là bán cho tôi cái đài Sony nó có hàng trăm chiếc ấy. Thế mà lại bảo gửi hình cho thì có mà hết ngày nhá. Thế là cứ ưng bụng cái sản phẩm nào là cứ chụp hình gửi vào Zalo để chúng ta tiến hành giao dịch cho nó rõ văn nét. Thôi tôi xin phép dừng clip vào đây để nghênh đón hai thượng đế ở Tân Uyên lên này. Hai thượng đế ở Tân Uyên lên này. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái.
Merci. Merci beaucoup.